Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Cô chào các em, hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài 23 phản ứng hữu cơ. Thì như các em đã biết là gì, khi học về vô cơ thì chúng ta phải tìm hiểu về các loại phản ứng vô cơ, đúng chưa? Cô lấy ví dụ như là phản ứng trao đổi, phản ứng phân hủy hoặc là phản ứng oxy hóa khử chẳng hạn nhá. Thì khi học về hữu cơ ta cũng phải đi học về các loại phản ứng, để về sau mình sẽ nhìn vào một phản ứng để biết xem nó thuộc loại phản ứng nào nhá. Đấy. Thì hôm nay thì mục tiêu hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu ba loại phản ứng quan trọng: phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng tách. Đấy, và sau khi học bài này thì cô mong rằng các em nhìn vào một phản ứng mình sẽ biết ngay nó thuộc loại phản ứng nào nhá. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi xét với phản ứng thế. Phản ứng đầu tiên mà chúng ta nói đến đó là phản ứng thế. Thì nghe tên phản ứng thế là các bạn đã hình dung trong đầu là khả năng có sự thay thế gì đó rồi, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một số ví dụ để mình rút ra xem phản ứng thế là phản ứng như thế nào nhá. Thì các bạn xem cho cô ví dụ đầu tiên nào. Đây, ví dụ đầu tiên là phản ứng thế của thế clo của metan. Thì đây các bạn nhìn này, Z4 cộng với clo dưới điều kiện ánh sáng khuếch tán thì sản phẩm tạo thành CH3Cl và HCl. Thì nếu mà nhìn cái công thức phân tử này các bạn khó hình dung, bây giờ cô sẽ viết cho các bạn dưới dạng công thức cấu tạo nhá. Nào, CH4 thì C này tạo 4 liên kết đơn với hydro. Đấy. Và clo thì nó cũng có dạng Cl này, nối đơn Cl. Đấy. Thì phản ứng ánh sáng khuếch tán. Thì ở đây các bạn nhìn là CH3 thì cô để đây nhá. CH3, 3 liên kết hydro. Và nối với một clo. Cộng với HCl. Đây, H này, nối đơn Cl. Đấy, thì từ phản ứng này các bạn có thể nhìn cho cô này, một hydro, đây một anh hydro này trong CH4 đã bị thay thế bằng clo chưa? Đấy, bị thay thế bằng một anh clo ở trong Cl2. Đấy, vậy thay thế, đây sự thay thế đây, vậy sản phẩm tạo thành CH3 và Cl, và hydro này sẽ đổi vị trí cho clo để tạo thành sản phẩm là HCl nha. Đấy, các bạn hình dung chưa? Đấy, đã vậy thì đã có sự thay thế nguyên tử hydro cho nguyên tử clo nha. Đấy, thay thế đầu tiên. Bây giờ mình cùng xem ví dụ thứ hai nha. Ví dụ thứ hai thì ở đây các bạn nhìn cho cô này, phản ứng giữa C2H5OH là ancol ethylic đấy với acid HBr. Nào, thì bây giờ các bạn nhìn cho cô nhá. Vậy sản phẩm của phản ứng này tạo thành này C2H5Br cộng với HOH. Rồi, vậy nhìn cái sản phẩm của phản ứng thì các bạn hãy dự đoán cho cô đã có sự thay thế thế nào nhỉ? Đây, C2H5OH tạo thành C2H5Br, nghĩa là OH này này, OH trong ancol ethylic đã bị thay thế bằng nguyên tử brom ở trong acid bromhydric. Rồi, thay thế. Rồi, và nhóm OH sẽ đổi vị trí cho Br, sản phẩm tạo thành HOH hay nói khác là nước đấy, được chưa? Đấy, vậy trong phản ứng này đã có sự thay thế nhóm nguyên tử nhóm OH cho nguyên tử brom, được chưa? Tiếp tục các bạn xem cho cô ví dụ thứ ba nha. Nào, ví dụ thứ ba là phản ứng este hóa giữa axit acetic và ancol ethylic dưới điều kiện nhiệt độ và xúc tác H cộng. Sản phẩm là este nha. Đây, este công thức như này cộng với H2O cộng với nước. Thì từ cái phản ứng này thì các bạn nhìn cho cô đã có sự thay thế thế nào nhỉ? Nào, bây giờ thì mình viết rõ ra nhá. Viết rõ ra cho các bạn hình dung này. Cô sẽ viết rõ công thức cấu tạo CH3COOH đấy, cộng với ancol ethylic thì cô viết dưới dạng này HOC2H5 đấy, HOC2H5
cộng với gì đây? HOH. Nước là HOH nhá, OH. Đấy. Vậy thì từ cái sản phẩm của phản ứng thì các bạn có thể, à cô xin lỗi nhỉ, đây, tạo thành này, HOH là nước nhá, cộng với, cô quên không biết công thức này nhá, CH3, CO, CH3 này, CO, O, O, C2H5. Đấy, rồi, vậy từ sản phẩm thì các bạn hãy dự đoán cho cô đã có sự thay thế thế nào nhỉ? Đây thì các bạn nhìn thấy này. Nhóm OH trong axit acetic đã bị thay thế bằng nhóm gì đấy? Nhóm OC2H5, đúng chưa? Đấy, bị thay thế bằng nhóm OC2H5. Đấy, hai nhóm này nó thay thế cho nhau. Đấy, còn OH thì sẽ đi với hydro để tạo thành HOH là nước. Đấy, vậy từ ba phản ứng này các bạn thấy là gì? Nguyên tử thay thế cho nguyên tử, được chưa? Phản ứng thứ hai, nhóm nguyên tử thay thế cho nguyên tử, và phản ứng thứ ba, nhóm nguyên tử thay thế cho nhóm nguyên tử. Đấy là sự thay thế. Vậy thì cuối cùng phản ứng thế là gì? Ở đây các bạn nhìn cho cô, phản ứng thế là phản ứng trong đó một nguyên tử, đấy, một nguyên tử chưa, đây, hoặc nhóm nguyên tử, đây, nhóm nguyên tử đây nhá, trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử của cái chất khác nhá. Đây, đây, trong phân tử này bị thay thế bởi chất khác, được chưa? Đấy, đấy là phản ứng thế. Hiểu một cách đơn giản thì các bạn nhớ cho cô ba cái phản ứng này, các bạn sẽ hình dung ra ngay được phản ứng thế là gì thôi, được chưa? Cũng khá là đơn giản đấy nhá. Bây giờ chúng ta cùng sang phản ứng thứ hai. Tiếp theo thì chúng ta cùng vào phản ứng cộng nhá. Thì nghe tên phản ứng cộng thì các bạn đã hình dung trong đầu là khả năng là các phân tử nó sẽ cộng lại với nhau, đúng chưa? Thì bây giờ mình cùng xét kỹ vào hai ví dụ của cô để mình rút ra được kết luận phản ứng cộng là gì nhá. Thì ở đây các bạn xem cho cô ví dụ đầu tiên. Phản ứng cộng brom vào ethylene thì sản phẩm là C2H4Br2. Vậy thì nhìn sản phẩm là các bạn thấy là gì? Hai công thức này, hai phân tử này nó đã cộng với nhau để tạo thành một sản phẩm. Một sản phẩm, đúng chưa? Thì bây giờ để hình dung rõ thì cô sẽ viết cho các bạn dưới dạng công thức cấu tạo nhé. Nào, C2H4 thì ở đây cô viết dưới dạng này, công thức phân tử của nó, à công thức cấu tạo H này. Đấy, đây là cấu tạo của ethylene C2H4 cộng với brom, cô viết dạng Br này. Đấy, thì sản phẩm tạo thành, đây các bạn hình dung này nhá, liên kết đôi trong ethylene bị đứt gãy, được chưa, bị đứt làm đôi, và mỗi anh brom này tấn công vào một nguyên tử carbon nhá, được chưa? Nào, bây giờ mình viết sản phẩm cho cô. Đấy, liên kết đôi bị đứt, nó chỉ còn liên kết đơn hay nói cách khác là liên kết sigma thôi nhá. Trong cái phần liên kết thì mình đã nói là gì, liên kết đôi, à liên kết pi, đây liên kết đôi thì gồm một đơn một pi, đúng chưa, một sigma một liên kết pi, thì liên kết pi nó sẽ kém bền, nó sẽ dễ bị đứt gãy khi tham gia phản ứng hóa học nhá. Thì trong phản ứng này nó bị đứt, liên kết pi của cô bị đứt làm đôi, đây đứt này. Đấy, các bạn hình dung đơn giản nó bị đứt và hai mỗi anh brom tấn công vào một carbon nhá. Nào, vậy sản phẩm của cô sẽ là hydro này, đây viết hydro đây cho bạn dễ hiểu nhá. Đây, hydro thì vẫn còn nguyên, chả đi đâu cả, nhưng mỗi anh brom đã tấn công vào một carbon nhá. Đây, bên này cũng vậy, đấy, thấy chưa, thì sản phẩm là C2H4Br đã có sự cộng hợp hai phân tử lại với nhau nhá, tạo thành sản phẩm. Tương tự em có thể viết cho cô ví dụ thứ hai được không? C2H2 này là acetylene, nó có liên kết 3 nhá. Nào, bây giờ cô viết dưới dạng C nối 3 C này, H này. Đấy, công thức cấu tạo của nó cộng với anh HBr, à HCl nhá. Rồi, điều kiện là thủy ngân, clorua và nhiệt độ mình không ghi nữa nha. Bây giờ mình xem xét cái sản phẩm này. Ở đây thì các bạn hình dung là gì? Cô chỉ cộng với một HCl thì điều đó có nghĩa là trong liên kết 3 này thì một liên kết pi của cô nó đã bị đứt nhá, một liên kết pi bị đứt.
Đấy. Có thể hai liên kết bị đứt nếu mà cô cộng với tỷ lệ 1:2 nhá. Thì ở đây khi đó một anh hero ở đây, đấy, sẽ tấn công vào một carbon. Đấy. Còn anh clo thì đương nhiên tấn công vào carbon còn lại. Được chưa? Vậy thì các bạn viết cho cô sản phẩm nào. Sản phẩm sẽ là gì? Đây, carbon này. Một liên kết pi bị đứt thì nghĩa là chỉ có những cái đôi thôi nhá. Hero ở đây. Hero này. Đấy. Ở đây vẫn còn một hero nhá. Thì anh hero tấn công vào đây thì là ta được thêm một hero này. Đấy, một hero này. Clo tấn công vào đây thì được thêm một clo. Được chưa? Vậy đây là sản phẩm của phản ứng cộng. Vậy thì từ đó mình rút ra được phản ứng cộng là gì? Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ sẽ kết hợp với phân tử khác để tạo thành một hợp chất hữu cơ mới. Được chưa? Đây các em nhìn này, hai phân tử kết hợp với nhau để tạo thành hợp chất hữu cơ mới. Hoặc ở đây, hai phân tử kết hợp với nhau để thành một hợp chất mới. Được chưa? Phản ứng cộng này cũng khá là dễ dàng nhá. Trong phản ứng cộng thì các liên kết yếu mình sẽ bị đứt nhá. Còn phân tử mới nó sẽ tấn công vào. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng sang phản ứng cuối cùng. Cuối cùng chúng ta cùng nói đến phản ứng tách. Thì ở đây cô sẽ đưa cho các bạn hai ví dụ nhá. Ví dụ đầu tiên là mình nói đến phản ứng tách hydro, hay còn nói là phản ứng dehydro hóa nha. Một số phản ứng hay gặp trong đó phản ứng tách hydro, đôi khi người ta gọi là dehydro hóa, thì các bạn cũng phải nhận biết được cho cô đó là tách hydro nhá. Thì ở đây cô lấy ví dụ đơn giản nhất đó là anh etan, đây etan nhá, C2H6. Dưới điều kiện nhiệt độ và xúc tác thì một phân tử hydro bị tách ra. Đây cô lấy ví dụ hai anh hydro ở này. Đấy, nó sẽ đi với nhau. Hai anh hydro kết hợp với nhau ra đi tạo thành phân tử hydro. Và khi đấy để đảm bảo carbon hóa trị 4 thì liên kết giữa carbon và carbon phải là liên kết đôi nhá. Đấy. Được chưa? Và sản phẩm tạo ra thành C2H4 ethylene. Được chưa? Nào, với cái điều tương tự thì cô cho một cái hợp chất dài hơn có 4 carbon. Đấy. Thì dưới điều kiện nhiệt độ và xúc tác thì anh này tạo thành hai sản phẩm. Bởi vì sao? Các bạn nhìn này. Phân tử này nó đối xứng với nhau, được chưa? Nó có một cái trục đối xứng cắt làm hai bên. Đấy. Thế thì hydro sẽ tách ở vị trí thứ nhất, cô đánh số nhá. 1 2 3 4. Có hai vị trí mà hydro có thể tách ra. Một là tách ở vị trí hydro ở vị trí 1 và vị trí 2 như trên này nhá. Hydro ở đấy nó sẽ tách ra thì cô sẽ được phân tử hydro, và khi đấy liên kết đơn giữa carbon 1 2 trở thành liên kết đôi, hiểu chưa? Đây, liên kết đôi ở vị trí 1 và 2. Tuy nhiên, và các bạn lưu ý nhá, tách ở 1 2 thì ta không có tách ở 3 4 nữa đâu nhá, bởi vì nó đối xứng nhau, cô quay 180 độ thì 1 2 và 3 4 nó như nhau, hiểu chưa? Rồi. Tuy nhiên nó còn cách tách nữa là tách ở vị trí 2 3. Đấy, hydro vị trí số 2 sẽ tách với hydro ở vị trí số 3 tạo thành một phân tử hydro và liên kết đôi được tạo ra giữa carbon số 2 và carbon số 3 nha. Đấy, đấy là hai sản phẩm. Rồi, tiếp theo mình nói đến phản ứng tách nước hay còn gọi là dehydrat hóa, được chưa? Đây cô lấy một ví dụ phản ứng tách nước của ancol ethylic C2H5OH nha. Đây là cái công thức cấu tạo của chúng. Rồi, thì dưới điều kiện axit sulfuric đặc và ở nhiệt độ 170 độ C thì một phân tử nước sẽ bị tách ra. Đây các bạn nhìn này, nhóm OH sẽ ra đi cùng nguyên tử hydro đấy để tạo thành một phân tử nước. Và khi đấy để đủ hóa trị của carbon thì lập tức phải có liên kết gì? Liên kết đôi nhá. Đấy, và phản ứng này để điều chế alken đấy, mình sẽ học sau nhá, C2H4. Vậy thì cuối cùng phản ứng tách là gì? Đấy, qua hai ví dụ thì các bạn hình dung phản ứng tách là cái phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử của hợp chất hữu cơ. Đấy, hai hay nhiều nguyên tử nhá, tách ra, đây có thể là hai nguyên tử này, bạn nhìn thấy chưa? Hai nguyên tử bị tách ra thành hydro, hoặc là ba nguyên tử này, thấy chưa? Bị tách ra. Ok chưa nhỉ? Đấy.
Vậy thì dấu hiệu phản ứng là gì? Các bạn thấy một chất mà bị tách thành nhiều chất, đấy, thì đó chính là phản ứng tách nhá. Còn phản ứng cộng là gì? Được cộng cộp lại với nhau. Ok chưa? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Cuối cùng chúng ta cùng vào phần đặc điểm của phản ứng hữu cơ. Thì các bạn lưu ý cho cô hai điều sau nhá. Thứ nhất là khác với hóa học vô cơ thì trong hữu cơ thì các phản ứng thường xảy ra chậm. Bởi vì sao nhỉ? Vì các bạn biết là trong công thức phân tử của hợp chất hữu cơ đấy thì nó thường có liên kết cộng hóa trị thì ít phân cực dẫn đến khó phân cắt nhá. Thì phản ứng thường xảy ra chậm. Và thứ hai là nó thường xảy ra sinh ra hỗn hợp các sản phẩm. Bởi vì là độ phân biệt của các liên kết không nhiều, dẫn đến là trong cùng một điều kiện thì sẽ nhiều liên kết cùng bị phân cắt nha, tạo thành hỗn hợp sản phẩm. Cô lấy một ví dụ như là khi mà cô cho clo tác dụng với metan dưới điều kiện ánh sáng khuếch tán thì không chỉ tạo thành một sản phẩm mà nó sẽ tạo thành hỗn hợp các sản phẩm thế. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Ok, vậy thì là hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu xong về các loại phản ứng và đặc điểm của phản ứng hữu cơ. Thì để luyện tập thêm thì chúng ta cùng xem một số ví dụ nhé. Bây giờ chúng ta xem cho cô câu số 1 nào. Câu số 1 là một câu hỏi. Hỏi là kết luận nào sau đây là đúng? Thì với 4 đáp án A, B, C, D thì mình cùng đọc nhé. Phản ứng hữu cơ của các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh. Sai rồi nhá, nó xảy ra chậm. Ý B là phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau. Ý B đúng, đúng chưa? Chậm và theo nhiều hướng tạo thành hỗn hợp sản phẩm thì ý B đúng rồi nha. Còn ý C sai ở đâu? Chậm thì đúng nhưng mà chỉ theo một hướng là sai, nó theo nhiều hướng để tạo nhiều hỗn hợp, được chưa? Hỗn hợp sản phẩm. Ý D nào? Xảy ra nhanh sai luôn rồi nha. Rồi, nhanh sai. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, được chưa? Đấy, đáp án B nhá. Nào các bạn xem cho cô câu số 2. Câu số 2 thì người ta hỏi là gì? Trong các phản ứng sau thì phản ứng nào? Các phản ứng này thuộc loại phản ứng nào nhá? Phản ứng thế, phản ứng cộng hay là phản ứng tách? Nào, bây giờ các bạn xem cho cô. Cô có mấy ý đây? Có 6 ý nhá. Bây giờ mình cùng xem ý A. À, ý A thì các bạn nhìn này. C2H6 sau phản ứng nó còn C2H5Br. Nghĩa là một nguyên tử hydro đã ra đi và một nguyên tử brom đi vào. Vậy nghĩa ở đây là có sự gì? Sự thay thế, đúng chưa? Thay thế hydro bằng brom. Vậy đây là phản ứng thế nhá. Nào, ý B, các bạn nhìn này. CH4 sau phản ứng là C2H4Br. Nó không mất đi cái gì nhưng nó được cộng thêm cái anh Br2 này vào, đúng chưa? Vậy đây là phản ứng cộng nhá, phản ứng cộng. Nào, ý C, các bạn xem cho cô ý C nào. À, ý C, từ C2H5OH tạo thành C2H5Br. Nhóm OH đã bị mất đi và brom đã thay thế vào. Vậy là đã mất và được nhận. Vậy đây là phản ứng thay thế nhá. Đấy, thay nhóm OH bằng Br, được chưa? Rồi, vậy là phản ứng thế. Nào, các bạn xem cho cô ý D nào. Ý D, từ C6H14 nó bị tách ra làm hai anh, đúng chưa? Thì phản ứng tách, đây gọi là phản ứng tách nhá. Nhận biết khá là dễ thôi. Nó không được nhận, nó chẳng được nhận thêm gì mà nó bị mất đi thì nó là phản ứng tách. Nào, ý E. À, C6H12 sau phản ứng là C6H14, nghĩa là nó đã được cộng thêm hai anh hydro vào thì đây là phản ứng cộng. Nào, tương tự các bạn nhìn này, một C6H14 bị tách thành hai anh nhá, thì đây là phản ứng tách, thấy chưa? Đấy, cách nhận biết các loại phản ứng này thì cũng khá là dễ thôi nhá. Thế là gì? Mất đi một phần và được nhận thêm thì đó là phản ứng thế. Phản ứng cộng là gì? Chả mất đi cái gì cả nhưng lại nhận thêm thì đây là phản ứng cộng. Còn phản ứng tách là gì? Không được nhận mà chỉ có mất thôi, thấy chưa? Thì đó là phản ứng tách. Ok chưa? Vậy thì hôm nay về nhà thì các bạn xem lại cho cô các loại phản ứng thế, phản ứng cộng và phản ứng tách. Và mục tiêu của bài hôm nay là chỉ là để mình có thể nhìn vào một phản ứng và mình nhận biết cho cô nó thuộc loại phản ứng nào thôi nha. Rồi, vậy bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô chào các em. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.